Kính thưa thầy giáo sư Nguyễn Văn Hưng, Lê Đức Hưng, kính thưa giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc bệnh viện, kính thưa các thầy trong chủ tọa đoàn và các anh chị đồng nghiệp. Lời đầu tiên tôi xin một lần nữa chúc mừng bệnh viện Bạch Mai cũng như trung tâm đột quỵ Bạch Mai đã đạt được cái giấy chứng nhận chuẩn điều trị cao nhất của Hội đột quỵ thế giới hiện nay. Ở trong cái bài này, tôi xin được cập nhật những cái nghiên cứu mới nhất vừa được công bố cách đây 2 tuần tại cái nghiên cứu tại cái hội nghị lớn nhất của chuyên ngành đột quỵ, đó là hội nghị đột quỵ quốc tế mở rộng của Hoa Kỳ. Như ta biết rằng đối với đột quỵ hiện nay, chúng ta điều trị một bệnh nhân không chỉ là điều trị trong bệnh viện mà nó đòi hỏi sự phối hợp rất là nhịp nhàng giữa cái việc chúng ta thông báo, giáo dục các cái nhận biết cái triệu chứng sớm đột quỵ cho cộng đồng. Chúng ta phải có một cái hệ thống nhận biết sớm và đưa bệnh nhân hoặc là kêu các cái nơi mà vận chuyển bệnh nhân làm sao các cái nhân viên vận chuyển bệnh nhân cũng nhận ra sớm các bệnh nhân đột quỵ, và quan trọng hơn các cái nhân viên này phải đưa bệnh nhân đến đúng cái nơi mà bệnh nhân có thể cứu chữa được bằng đột quỵ. Và sau đó là bằng cách nào chúng ta hoàn thiện các cái quy trình để điều trị cho bệnh nhân trong thời gian ngắn nhất. Thì trước đây người ta cho rằng các cái nhân viên paramedic chỉ có nhận biết bệnh nhân đột quỵ và đưa bệnh nhân thẳng đến đột quỵ mà thôi. Tuy nhiên hiện nay người ta cách đây khoảng chừng 5 năm ở Hoa Kỳ đã triển khai một cái xe cấp cứu lưu động. Trên cái xe này đó thì người ta trang bị một cái máy máy CT scan, và như vậy thì bệnh nhân có triệu chứng đột quỵ và khi gọi cấp cứu, nhân viên cấp cứu sẽ đưa bệnh nhân lên xe và chụp CT scan ngay trên xe cấp cứu, và nhân viên paramedic có thể liên lạc với cái trung tâm đột quỵ để điều trị cho bệnh nhân TBA ngay bệnh nhân trong lúc bệnh nhân trên xe cấp cứu. Tuy nhiên từ lúc nó đưa ra từ cách đây 5 năm cho đến bây giờ thì nghiên cứu đầu tiên mới được công bố để xem cái hiệu quả của việc chúng ta áp dụng cái mô hình xe này đối với các bệnh nhân đột quỵ nó có mang lại hiệu quả thật sự hay không. Đây là nghiên cứu BEST-MSU vừa được công bố cách đây 2 tuần ở Hoa Kỳ. Thì trong nghiên cứu này người ta so sánh một nhóm bệnh nhân điều trị theo tiêu chuẩn hiện nay, tức là các bệnh nhân được đưa vào thẳng bệnh viện trung tâm cấp cứu điều trị, và so với một cái nhóm bệnh nhân được điều trị ngay trên máy, trên cái xe cấp cứu lưu động với máy CT scan. Thì trong nghiên cứu này đó là người ta tuyển bệnh mỗi tuần, tức là một tuần người ta lấy bệnh đưa vào trên xe cấp cứu điều trị ngay bệnh nhân, vào tuần sau người ta lại đưa vào cái điều trị tại bệnh viện giống như thường quy. Và tiêu chí kết quả chính đó là cái mức độ phục hồi vận động theo cái thang điểm mới Unity Weight Modified Ranking, tức là kết hợp giữa Modified Ranking với mấy thang điểm về chất lượng của bệnh nhân tại điểm 3 tháng, và với một cơ mẫu là 1.038 bệnh nhân. Và các anh chị thấy rằng kết quả của nghiên cứu này rất là ngoạn mục, bởi vì so với cái nhóm mà điều trị ở bệnh viện thì cái nhóm mà chúng ta điều trị ở những cái bệnh nhân mà trên xe cấp cứu có chỉ số trung bình Unity Weight Modified Ranking là 0.7, cao hơn so với khoảng 0.65 của cái nhóm mà chúng ta điều trị thường quy tại bệnh viện. Nhưng ta biết rằng nếu mà bệnh nhân đạt được 1 điểm, tức là hoàn toàn phục hồi gần như hoàn toàn và chất lượng cuộc sống hoàn hảo, còn zero tức là tử vong, thì ở cái nhóm mà điều trị ngay trên xe cấp cứu cái chỉ số này là 0.7, cao hơn có ý nghĩa so với cái nhóm mà điều trị tại bệnh viện thường quy như hiện nay. Và đặc biệt hơn, các anh chị nhìn vào cái cột màu hồng này, các anh chị thấy rằng cái tỷ lệ trong cái nhóm mà điều trị trên xe cấp cứu, tỷ lệ mà bệnh nhân được điều trị trong cái Diamond Hours, tức là cái cửa sổ chỉ trong vòng 60 phút kể từ lúc bệnh nhân khởi phát, lên đến 33%. Tức là 1/3 bệnh nhân đột quỵ đã được điều trị ngay trong thời điểm Diamond Hours. Mà chúng ta biết rằng đối với TBA là một cái điều trị phụ thuộc rất nhiều vào thời gian. Và nếu như chúng ta điều trị bệnh nhân trong vòng 60 phút đầu thì cái hiệu quả của nó có thể hơn gấp 3 lần so với một bệnh nhân mà chúng ta điều trị ở thời điểm 180 phút như thường quy. Trong khi đó các anh chị thấy rằng ở cái nhóm mà điều trị theo thường quy chỉ có 3% các bệnh nhân được điều trị trong vòng 60 phút kể từ lúc bệnh nhân khởi phát. Như vậy đây là một cái khác biệt rất có ý nghĩa. 33% các bệnh nhân chúng ta bolus TBA chỉ trong vòng 33 phút sau khi bệnh nhân có khởi phát triệu chứng. Và như vậy chúng ta khởi động rất nhanh, điều đó làm cho cái hiệu quả của TBA đạt được tối ưu.
Cụ thể là cái thang điểm Modified Ranking trong vòng 90 ngày nó đã cao hơn có ý nghĩa so với cái nhóm chúng ta điều trị thường quy. Ngoài ra các anh chị thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân được điều trị TBA nó cũng cao hơn rõ rệt, 97.1%, tức là 100 bệnh nhân mà có đột quỵ thì chúng ta chỉ có 3 phần 10 bệnh nhân là không được điều trị TBA thôi. Trong khi đó ở cái nhóm mà chúng ta điều trị thường quy có đến 11 bệnh nhân trong tổng số 100 bệnh nhân không được điều trị TBA, là có thể là do ngoài cái giờ, những cái giờ vàng 3 giờ hoặc 4 giờ rưỡi. Và như vậy nếu như chúng ta có một cái xe này, kết luận của nghiên cứu này, nếu chúng ta điều trị có một cái xe lưu động và có máy CT scan, chúng ta sẽ có thêm 17% bệnh nhân được điều trị TBA đường tĩnh mạch, chúng ta sẽ có thêm 30% bệnh nhân được điều trị trong cái cửa sổ kim cương, và chúng ta có thể giảm được tỷ lệ tàn phế và thêm được 10% các bệnh nhân phục hồi hoàn hảo sau thời điểm 3 tháng. Và cái mô hình này đã được triển khai rất rộng ở các nước châu Âu, ví dụ như Đức, ví dụ như Úc, và tất cả các mô hình này đều cho thấy nó mang lại không chỉ hiệu quả cho bệnh nhân mà nó mang lại hiệu quả kinh tế khi nó làm giảm được $30.000 ở Úc mỗi ngày. Và hiện nay cái mô hình này đã được triển khai rộng rãi ở Mỹ. Riêng ở châu Á hiện nay cái mô hình này vẫn còn rất hạn chế, và cho đến nay chỉ có Thái Lan ở Bangkok là có 2 cái xe lưu động này, và ở Ấn Độ thì 1 cái, và Trung Quốc đang dự kiến đặt 2 cái xe này ở Trung Quốc. Mô hình thứ cái nghiên cứu thứ hai là được đánh giá cũng rất là quan trọng, đó là nghiên cứu AngioCath. Nó liên quan một chút xíu đến cái bài báo cáo của giáo sư Lưu vừa rồi. Đây là một nghiên cứu mà so sánh cái thử nghiệm mà giáo sư Lưu vừa nói. Một bệnh nhân vào, một bệnh nhân bị chẩn đoán là đột quỵ, và paramedic nghi ngờ đây là một bệnh nhân có tắc động mạch lớn, và trong vòng cửa sổ 6 giờ bệnh nhân đó được đưa vào cấp cứu, và thay vì bệnh nhân đó được đưa vào máy CT scan, chụp CT, bơm TBA, hoặc là ngoài giờ thì chúng ta chụp CT mạch máu và là can thiệp, so với một nhóm chúng ta đưa thẳng vào cái máy phòng cath lab cho bác sĩ Lưu, cho phó giáo sư Lưu, giống như chúng ta có máy hai bệnh viện DSA. Và ở đây chúng ta sẽ quét bằng cái CT scan bằng cái máy hai bệnh viện và sau đó lấy huyết khối trực tiếp. Và nghiên cứu này được đánh giá kết quả vào trong vòng 90 ngày. Đây là một nghiên cứu RCT mù đôi ngẫu nhiên. Và người ta so sánh các cái cửa sổ thời gian điều trị của hai phương pháp này có gì khác biệt, và quan trọng hơn là việc chúng ta rút ngắn thời gian như thế này, chúng ta có làm tăng các nguy cơ do chúng ta làm nhanh quá hay không, hoặc là cái hiệu quả mang lại sau đánh giá theo cái độ phục hồi sau 3 tháng. Đây là những cái bệnh nhân mà chúng ta đánh giá thang điểm RACE, tức là một cái thang điểm mà nghi ngờ với độ nhạy là khoảng trên 85%, bệnh nhân có tắc động mạch lớn cộng với thang điểm NIS trên 10 điểm và khởi phát trong vòng 6 giờ, tức là ngoài cái cửa sổ điều trị tĩnh mạch. Và bệnh nhân này được chia làm hai nhóm, 74 bệnh nhân được đưa trực tiếp vào phòng can thiệp và 73 bệnh nhân được đưa vào phòng CT scan chụp giống như thường quy chúng ta đang làm. Và chúng ta có thể hình dung được rằng một cái sự thay đổi hết sức là ngoạn mục. Nếu như ở cái nhóm mà chúng ta điều trị thường quy, cái door to puncture time, tức là thời gian bệnh nhân từ lúc nhập viện cho đến lúc được đâm kim, chọc kim vào mạch đùi là 42 phút. Đây là một con số mà rất là kỷ lục, tại vì Việt Nam hiện nay con số này của chúng ta hiện nay là khoảng 110 phút. Thì trong nghiên cứu này ở cái nhóm thường quy người ta chỉ có 42 phút thôi. Tuy nhiên cái sự khác biệt nó còn kinh khủng hơn ở cái nhóm mà chúng ta đưa vào trực tiếp, chỉ có 18 phút thôi. Chúng ta hình dung rằng một bệnh nhân đột quỵ vừa bước vào cái khoa bác sĩ phó giáo sư tôi và được đẩy thẳng vào phó sư Lưu và đâm kim chỉ có 18 phút thôi. Và cái thời gian tái thông hoàn toàn là các chị thấy rằng chỉ có 57 phút, tức là từ lúc bệnh nhân nhập viện, chẩn đoán, bơm kim và tái thông hoàn toàn chỉ trong vòng 60 phút, một cái thời gian kỷ lục so với cái nhóm điều trị thường quy của ở trung tâm này là khoảng 84 phút, cũng là một con số hết sức là ấn tượng. Và kết cục các chị thấy rằng tỷ lệ xuất huyết não có triệu chứng và tử vong đều giảm ở cái nhóm mà chúng ta điều trị đưa vào trực tiếp phòng DSA, và cái kết quả về phục hồi chức năng sau 3 tháng cũng giảm có ship có lợi đối với cái nhóm mà chúng ta đưa vào thẳng phòng trực tiếp phòng DSA thay vì chúng ta làm thường quy qua CT scan và CTA. Và ngoài ra cái tỷ lệ tử vong mà modified ranking 5, tức là bệnh nhân tàn phế nặng, cũng giảm ở cái nhóm mà chúng ta điều trị đưa vào trực tiếp vào phòng cath lab. Kết luận của AngioCath tức là đối với những bệnh nhân đột quỵ não trong vòng 6 giờ đầu và nghi ngờ có tắc động mạch lớn, thì nếu việc chúng ta đưa thẳng vào phòng can thiệp thì có thể làm giảm tất cả các cửa sổ thời gian
và quan trọng hơn tăng tỷ lệ bệnh nhân được can thiệp và cải thiện được cái lâm sàng tại thời điểm 3 tháng. Một cái nghiên cứu nữa cũng được sự chú ý của cái hội nghị đột quỵ vừa rồi, đó là cái nghiên cứu mà so sánh một bệnh nhân vào với chúng ta trong một cửa sổ 4 giờ rưỡi, liệu rằng chúng ta có nên bỏ qua đường tĩnh mạch, tức là bypass, lấy huyết khối trực tiếp, hay là chúng ta nên bắt đầu sử dụng đường tĩnh mạch và lấy khối dụng cụ giống như cái hiện hành hay không. Hiện nay cái guideline của hội đột quỵ Hoa Kỳ cũng như hội tim mạch Hoa Kỳ, người ta đều khuyến cáo rằng cho dù bệnh nhân nghi ngờ tắc hay không tắc động mạch lớn, chúng ta nếu như bệnh nhân đến trong vòng 4 giờ rưỡi, chúng ta nên bắt đầu TPA đường tĩnh mạch và sau đó chúng ta mới lấy huyết khối bằng dụng cụ sau khi có bằng chứng tắc động mạch lớn. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào con số của Rescue năm 2020, đây là con số của 23 trung tâm đột quỵ ở Việt Nam hiện nay, với một cái tổng con số là khoảng 3.221 bệnh nhân được điều trị tái thông trong năm 2020. Và các anh chị thấy rằng hầu hết các trung tâm tỷ lệ đường tĩnh mạch, đây là cái cột màu xanh là đường tĩnh mạch, cái cột màu cam là phối hợp tĩnh mạch cộng lấy khối dụng cụ, và cái cột màu xám là cái cột lấy huyết khối đơn thuần không có đường tĩnh mạch. Thì các anh chị thấy rằng cái tỷ lệ giữa tĩnh mạch nó luôn luôn nó cao hơn một chút so với lấy khối dụng cụ. Điều đó chứng tỏ rằng bệnh nhân đã đến trong vòng 3 giờ, 4 giờ rưỡi và sau đó chúng ta chuyển sang lấy huyết khối. Ngược lại, ở một số các trung tâm, các anh chị thấy rằng ở 108 tỷ lệ lấy huyết khối bằng dụng cụ lên đến khoảng 19%, so với đường tĩnh mạch chỉ có khoảng 7%, tức là lấy huyết khối gần như là chủ yếu ở 108. Điều đó nó thể hiện gì? Hiện rất nhiều bác sĩ của chúng ta vẫn phân vân việc chúng ta có nên lấy huyết khối bằng trực tiếp hay không, hay là chúng ta bỏ qua đường tĩnh mạch. Và như vậy tất cả chúng ta đều trông đợi vào những nghiên cứu trả lời cho chúng ta như thế nào. Nghiên cứu Michelin No IV là nghiên cứu thử nghiệm so sánh hai cái khái niệm này. Một nhánh chúng ta sẽ điều trị lấy khối trực tiếp và một nhánh chúng ta sẽ điều trị bắt cầu như hiện hành. Và trong nghiên cứu này, kết cục chính đó là nó nhằm chứng minh rằng điều trị lấy khối trực tiếp vượt trội về mặt hiệu quả. Bởi vì ta nghĩ rằng nếu chúng ta bỏ qua liều TPA đường tĩnh mạch có thể làm giảm được các biến cố xuất huyết. Và nếu tiêu chí chính mà chúng ta không đạt được thì nó sẽ lui xuống tiêu chí phụ. Đó là chứng minh rằng cái điều trị mà trực tiếp lấy khối trực tiếp nó sẽ ngang bằng với cái điều trị hiện hành hiện nay, tức là lấy tĩnh mạch bằng lấy khối dụng cụ. Cỡ mẫu nghiên cứu này là 539 bệnh nhân. Và kết cục nghiên cứu này là người ta thấy rằng có lợi, có cái shift có lợi ở cái nhóm mà chúng ta điều trị bắt cầu tĩnh mạch và sau lấy khối và dụng cụ. Và các anh chị thấy rằng các tỷ lệ tử vong và đặc biệt là các biến cố xuất huyết đều như không có sự khác biệt ở cái nhóm mà chúng ta phối hợp tĩnh mạch và lấy khối dụng cụ. Điều đó nó một lần nữa có thể khẳng định rằng đối với những bệnh nhân vào viện chúng ta trong vòng 4 giờ rưỡi có tác động mạch lớn, việc chúng ta sử dụng TPA tĩnh mạch trước đó lấy huyết khối hoàn toàn an toàn cho các bệnh nhân. Và khi phân tích các cái primary outcome, tiêu chí chính và tiêu chí phụ, hai nghiên cứu này đều thất bại bởi vì cái chỉ số P không có ý nghĩa thống kê. Điều đó nó dẫn đến kết luận là gì? Tiêu chí này không đạt về mặt tiêu chí chính, tức là điều trị bắt cầu chắc chắn không vượt trội so với điều trị phối hợp tĩnh mạch cộng lấy khối bằng dụng cụ. Và thậm chí nó thất bại trong cái tiêu chí thứ phụ thứ hai, tức là chứng minh điều trị lấy khối trực tiếp ngang bằng so với điều trị tĩnh mạch và lấy khối bằng dụng cụ, trong khi đó tỷ lệ xuất huyết não tương đương ở hai nhóm. Như vậy hiện nay chúng ta biết rằng hiện nay có 5 cái nghiên cứu thử nghiệm để chứng minh cái concept này, và trong đó 3 nghiên cứu đã công bố. Nghiên cứu Mr. Clean No IV tôi đã mới trình bày cho thấy điều trị lấy khối trực tiếp không ngang bằng về mặt hiệu quả so với điều trị bắt cầu. Nghiên cứu thứ hai là công bố ở nghiên cứu Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì người ta thấy rằng lấy khối trực tiếp ngang bằng điều trị bắt cầu. Tuy nhiên trong nghiên cứu này, cái thời gian điều trị trung bình của tĩnh mạch lên đến 180 phút, tức là gần như kết cục của cái cuối cùng của cái hiệu quả của tĩnh mạch. Và nghiên cứu thứ ba là nghiên cứu SKIP ở Nhật Bản thì cho thấy rằng lấy khối trực tiếp không ngang bằng mặt hiệu quả đường bắt cầu. Ở hiện nay cái nghiên cứu Swiss Direct được thực hiện ở châu Âu đã chấm dứt việc thu tuyển bệnh nhân và hy vọng rằng cái nghiên cứu này sẽ được công bố vào cuối năm nay. Và còn một nghiên cứu nữa mà liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, đương chủ đề về Bạch Mai của giáo sư tôi và chúng tôi, đó là nghiên cứu Direct Set. Chúng tôi cùng tham gia với một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng với Úc, châu Âu và Trung Quốc. Hiện nay chúng ta đã tuyển được 280 bệnh nhân trên toàn cầu. Và như vậy chúng ta cần thêm khoảng 200 bệnh nhân nữa. Và như vậy khi mà chúng ta có 5 nghiên cứu này một lần nữa, chắc chắn chúng ta sẽ có câu trả lời hết sức là chính xác cho việc bắt cầu hay không bắt cầu.
Và tuy nhiên cho đến nay thì các anh chị thấy rằng cái kết luận hiện nay nó các guideline hiện nay gần như không thay đổi. Xin qua slide tiếp ạ. Để kết luận cái bài này thì chúng ta thấy rằng qua hai cái thử nghiệm BEST, SMU và AngioCath, tôi thấy rằng cái thời gian luôn luôn là cái yếu tố cực kỳ quan trọng để quyết định cái hiệu quả của việc chúng ta điều trị tái thông, cho dù với tĩnh mạch hoặc là lấy khối bằng dụng cụ. Và cái nghiên cứu Mr. Clean NoAV cho thấy rằng cái điều trị hiện hành hiện nay, tức là điều trị bắt đầu tĩnh mạch lấy khối dụng cụ với những nguyên nhân tắc động mạch lớn trong cuộc số 4 giờ rưỡi vẫn được xem là điều trị chuẩn mực. Và chúng ta trông đợi những kết quả mới của những nghiên cứu mới trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn chủ tọa đoàn và các anh chị đồng nghiệp. Xin cảm ơn Phó sư.